Lại chào mọi người, mình là Long Minh. Hôm nay mình sẽ nói về trời mưa, trời bão thì cái sinh động sẽ như thế nào, làm gì để vào cho cây sinh rồng vào trời mưa. Đây ví dụ, đây là cây sinh rồng vào trời mưa. Các bạn thấy cây sinh rồng gì không? Đây là cây sinh rồng vào trời mưa. Đây là vườn của mình. Hôm nay Đà Nẵng vào hôm là bão vào Phú Yên ở Bình Định, thì Đà Nẵng chỉ là vùng vang thôi, vùng dính đỏ thôi, nhưng mà vẫn bị mưa cày ngã quá trời. Thì các bạn trồng sinh rồng mà thì vào mùa mưa thì nên làm gì? Thì đầu tiên là mưa thì thời tiết ẩm, nước nhiều, mưa xuống thì tránh mưa một cái sinh rồng mới rồi. Kỹ nhất là mùa mưa tránh được mưa hai giờ nãy. Đây thì là phải làm mái che này. Nhà mình có mái che này các bạn ha, nhà mình có mái che này. Đó, các bạn trồng sinh rồng thì nên có mái che để tránh tránh mưa, tránh được mưa. Thì nếu mà mưa mà chỉ là thoáng qua và rút thì không là gì hết, nhưng mà cây sinh rồng á, nếu mà mưa, vì chịu ẩm không chịu ẩm lâu không tốt, nên trúng mà mưa dầm, mưa dài nhiều ngày á thì nước đất ẩm, đất nhũng nước thì dẫn đến sẽ ốm rễ hư cây, nhất là đối với những cây ghép như cây này, cây nhất là cây ghép bắc cạnh Việt Nam. Vào mùa mưa là loại này là dễ hư nhất, là ngâm nước nhà nhiều ngày là nó sẽ hư liền. Thì nên các bạn nên tránh vào mưa. Và nhất là mùa mưa, cũng thêm cái chuyện nữa là mùa mưa, khi nước mưa bị dính ra rồi á và nắng lên á thì cây sẽ bị nám. Nhưng mình sẽ giới thiệu cho các bạn như này. Cây này là hôm trước bị mưa. Cái này là bị nước mưa tạt vào, nhựa dính, và sau đó hết mưa nắng lên nó bị dính nước mưa nên bị nám. Như cái này là bị nám, vì nước mưa. Thì đã ra trồng sinh rồng rồi á, thì nếu mà không có đủ điều kiện để làm mái che thì các bạn nên làm mái che men ni lông, hoặc là ni lông, hoặc là vào những mùa mưa thì nên đem những cây sinh rồng tránh vào nơi tránh mưa, để cây sinh rồng sẽ không bị nám, mất đi cái vẻ đẹp của cây sinh rồng, lớp da, cái form của sinh rồng. Như cái này do mình bị dính mưa nên bị nám dưới đi. Đó, đây giải đi là do cái khúc này á, là bị dính mưa đây các bạn ha, bị dính mưa nên nó bị nám cả giải luôn. Các bạn, mình thì mình điều kiện mình không có, mình nên không bị che, không che được hết, nên bị số lượng lại vườn mình là nhiều nữa, đa chủng loại nên bị dính nước mưa. Còn các bạn mà cho ít chứ, nếu tránh được thì nên tránh. Hợp như ai như đây, mình đang đây là cây sinh rồng bị dầm nước nhiều ngày, bị hư rễ nên bị ống luôn cả cây. Cây này thường thì những cây bẻ hạ thì bộ rễ không tốt, rồi đất bị lâu ngày, rồi có mầm bệnh trong cây nữa, rồi dính thêm nước mưa nữa, một là bị nấm hay rau nó thì dính nước mưa nữa nên nó bị các bạn thấy không, nó bị hư úng luôn cả cây đó. Như các bạn mà trồng sinh rồng á thì nên làm sao á để tránh được nước mưa, để không bị để khỏi tránh được nước mưa, tránh được mưa mà mưa nếu cây mưa
cái mà mưa thoáng qua thì không bị rét, nhưng mà mưa mà lâu ngày thì dẫn đến cây sẽ bị úng chết, thì các bạn nên tránh. Chứ còn để nước mưa vào cây xuyên lòng mà lại nước mưa gì đó sẽ hư. Nhưng mà cũng tùy nữa, nếu mưa đầu mùa những cây mà các bạn muốn hạ rễ nhưng thì nước mưa rất tốt. Nếu các bạn muốn hạ rễ những cái mưa mùa đầu mùa mà các bạn cắt cây bẻ cây mà đừng bắt hơi khô để tích rễ thì đem ra để ra ngồi mưa thì sẽ ra rễ rất nhanh, bởi vì mùa mưa là nước mưa đầu mùa có chất axit xa xa đó, không biết là chất gì, nhưng mà theo kinh nghiệm của mình đó, thì đây ví dụ như cây này thì ống mưa này đó, đây là mùa mưa nhà mình đây. Không có ai mà nói là trồng cây xiên rồng mà không có ống vào mùa mưa, khó lắm. Chỉ qua là họ trồng rồi họ giáo họ khoe cái đề bên thôi, không dám dám nói là nói những cây sáo cây chết, họ có đem cái cây mà đẹp lên khoa cùng cây sáo giáo ấy chơi, nhưng mà mình được khác, mình chơi cái gì là chơi đó, hỏi nó đúng nó thật chứ không có cái kiểu là hôm nay chơi là mình nhớ này nè, hiện tại là hư mái cào mới mùa mưa mấy ngày mà hư mái cây rồi đó, là cũng do bị một là do cây bị ẩm nắm rồi trúng mưa xuống nữa, mưa xuống ẩm nữa nó gài ra cài chết. Các bạn thấy không, đâu phải ai cũng thần thánh kia mà trồng cây, mà nói bạn nào mà nói trồng cây mà không có chết thì hơi vô lý. Đây mình quay sơ cái vườn, đây là vườn xương rồng nha mình. Mình sẽ quay sơ về các vườn xương rồng nhà mình cho các bạn xem. Đó là vườn xương rồng nhà mình.